Hyun Bin sang Trung Quốc đóng cổ trang, Son Jae-shin ăn đứt công chúa hàng rêu vì visual quá đỉnh. Mới đây, mạng xã hội sục sôi với hình ảnh của một nam thần cổ trang Trung Quốc nhìn khá giống với anh xã Son Jae-shin Hyun Bin. Nhiều người còn ngờ ngỡ rằng phải chăng Hyun Bin trốn vợ sang Trung Quốc đóng phim. Đến khi hỏi chị Google, khán giả mới biết đây là Phương Nhật Luân và tạo hình của anh trong bộ phim Thiên Kim Háo Sắc. Được biết, Phương Nhật Luân là một ca sĩ, diễn viên Trung Quốc sinh năm 1992. Anh từng là thần tượng âm nhạc được yêu thích tại Trung Quốc và là thực tập sinh của công ty giải trí Hàn Quốc Cube, cựu thành viên nhóm nhạc M4M. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao ấn tượng, Phương Nhật Luân có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án lớn như Độc Cô Hoàng Hậu, Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta, Song Thế Sủng Phi 3. Mới đây, dân tình bất ngờ đào lại tạo hình của Son Jae-jin trong bộ phim về công chúa Do-hee. Năm 34 tuổi, Son Jae-jin đã vượt qua cả một chặng đường dài để trở thành một diễn viên danh giá với 19 phim điện ảnh trong tay. Tưởng đâu sẽ không còn vai diễn nào có thể làm khó được tình đầu quốc dân. Nhưng không, The Last Princess đã tới, một bộ phim khiến Son Jae-jin mệt nhoài. Tôi cảm nhận một trách nhiệm khủng khiếp là cảm xúc của Son Jae-jin khi nhận vai diễn công chúa Do-hee. Trong phim, Son Jae-jin hóa thân vào vai công chúa Do-hee, công chúa cuối cùng của đế chế Triều Tiên bị đưa sang Nhật trong thời buổi lịch sử hỗn loạn. Theo sử sách ghi chép, đây là vị công chúa sống một cuộc đời đầy nước mắt, cuối cùng mắc bệnh tâm thần phân liệt và biến mất trong một chương đen tối của lịch sử xứ Kim Chi. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc đời một vị công chúa ít người biết đến được kịch tính hóa khi lên phim, gánh nặng đè nén lên vai Son Jae-jin khiến cô còn phải chia sẻ. Tôi không hy vọng mình sẽ không gặp thêm phim nào như thế trong sự nghiệp còn lại của mình. Đặc biệt ở bộ phim này, dù vào vai công chúa nhưng Son Jae-jin không mấy khi được đẹp. Nhân vật của cô khổ sở với nỗi đau của kẻ tha hương khao khát trở về cố quốc, nhưng năm lần bảy lượt, giấc mơ trở nên vô vọng. Đến điểm là khi nguyện vọng hồi hương sắp thành hiện thực thì cô nhận tin người hoàng gia bị cấm về nước, chồng cũng tuyên bố ly dị, con gái tự sát, bản thân thì bị mắc bệnh thần kinh. Với ngần ấy nỗi đau, Son Jae-jin gần như toàn xuất hiện với bộ dạng thảm hại, gương mặt đầy sự đau đớn tuyệt vọng. Dù tạo hình không được trau chuốt, nhưng nhan sắc của Son Jae-jin trong bộ phim này vẫn khiến khán giả rung động, nhất là nét tang thương và ánh mắt đầy đau đớn. Khi so sánh cô với công chúa ngoài đời thật, khán giả phải xuýt xoa vì Son Jae-jin đẹp ăn đứt nguyên mẫu. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn sắc đẹp mỗi thời một khác. Ở thời đại của công chúa Do-hee, người có lẽ cũng là một tuyệt sắc gia nhân. Ai cũng biết, Hạ cánh nơi anh là bộ phim xe duyên cho Hyun Bin và Son Jae-jin. Dù trước đó cặp đôi đã được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình, nhưng phải đến Hạ cánh nơi anh, khán giả càng mong muốn cả hai nên duyên ngoài đời thực vì quá đẹp đôi. Mới đây, trong một bộ phim tài liệu về Crash Landing on You, nữ chính Son Jae-jin đã bất ngờ chia sẻ về một cái kết khác của bộ phim. Cụ thể, vốn dĩ bộ phim kinh điển này đã có cái kết bi kịch khi cặp đôi chính bị chia cách mãi mãi ở vĩ tuyến 18. Về cuộc đoàn tụ của Seri và Sung Ngook ở Thụy Sĩ, đây là cảnh đoàn tụ được viết lại. Thực ra kế hoạch ban đầu là một cái kết hoàn toàn khác. Cái kết được cho là đã khiến họ chia tay mãi mãi ở vị tuyến 38 như một cái kết thực tế. Bên cạnh đó, Son Jae-jin còn tiết lộ rằng những khoảnh khắc ngọt ngào ở kết phim thực tế được quay từ đầu dự án. Lúc đó, cô và Hyun Bin đều chưa có nhiều thời gian tiếp xúc làm việc chung hay gây dựng cảm xúc. Tôi đã phải cố hết sức để trở nên thật tình cảm và hạnh phúc trong cảnh quay cuối. Nhưng sau đó, khi chúng tôi trải qua hết những cảnh quay tái hợp rồi chia xa của Seri và Sumiuk, chúng tôi mới nhận ra rằng cảm xúc của chúng tôi ở cảnh quay cuối lẽ ra có thể sâu sắc và trọn vẹn hơn. Do vậy, chúng tôi đã quyết định quay lại cảnh này và dùng kỹ xảo để ghép khung cảnh tại Thụy Sĩ vào, Son Jae-jin bật mí. Sau khi công khai chuyện tình cảm, khán giả đều mong muốn Son Jae-jin và Hyun Bin sớm về chung một nhà. Trên thực tế, tin đồn đám cưới đã xâm trang từ cuối năm ngoái. Thế nhưng tối 2 tháng 11 vừa qua, nhà đài OBS News TV bất ngờ đưa tin Hyun Bin và Son Jae-jin lộ tin sắp kết hôn. Nếu như trước đây tin đồn chỉ xuất hiện thông qua những dữ liệu do fan soi được, thì lần này là do đài truyền hình úp mở. Điều này khiến nhiều fan không khỏi nghi ngờ, có khả năng cao cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà. Nhà đài này cho biết, tin đồn về cuộc hôn nhân sắp xảy ra xung quanh cặp sao hàng đầu cùng tuổi K-pop là Hyun Bin và Son Jae-jin đã xuất hiện trở lại. Nhiều người hâm mộ đã từng hy vọng rằng Hyun Bin và Son Jae-jin, những người đã làm việc cùng nhau trong bộ phim Crash Landing on You và Nicole Tyson, trở thành một cặp đôi và điều ước đó đã thực sự thành hiện thực hồi đầu năm. Một số báo cáo cho rằng Son Jae-jin và Hyun Bin đã thanh lý tài sản thực để chuẩn bị cho hôn nhân. Tuy nhiên, vẫn có thông tin cho rằng đây chỉ là thương vụ mua bán bất động sản hiện có của họ trong quá trình chuyển đến một căn penthouse ở Guri. Được biết, cả hai đều có chung sở thích chơi golf. Họ thường đến sân golf và hẹn hò bất cứ khi nào có thời gian.